Cái livestream này em mong là mẹ con cô Cám vô nghe giùm em. Con rất là nhớ cô Cám, con rất là nhớ mẹ cô Cám, hành con quá à, khổ lắm luôn. Cái gì mà bây giờ lôi cả nhà luôn vậy trời. Bây giờ là lôi cả gia đình luôn nó, chứ không phải là Loan nữa. Cả Phương chồng Bâm nè, cả Hải chồng Loan nè, cả Mỹ Mỹ nè, cả tất cả mọi người trong nhà luôn, cả con của Loan luôn đó. Bây giờ kiện cả gia đình Loan rồi. Kiện cả gia đình Loan luôn. Có nghĩa là đánh tráo cái việc là cho Loan là làm giấy tờ giả chứ không phải là giấy tờ thật. Mặc dù là cơ quan chức năng chưa có lên tiếng là hủy cái giấy khai sinh của Loan á, nhưng mà một mà cứ kiện là Loan là giấy khai sinh giả, không phải chú Năm ẩm về rồi tước quyền người mà tước quyền làm con đó, kiểu vậy đó. Chứ kiện ngược lại đó. Nhưng mà con kia không biết cái quyền gì nữa nó kiện nữa. Nó đâu phải là cháu chung dòng họ đâu mà nó kiện. Rồi khi mà nó kiện mà cả cái việc ở ngoài Hà Nội nữa đó mọi người, thì khi mà phát hiện ra thì nó kéo mẹ với lại chú cậu nó vô nữa. Nó rất là vô duyên luôn á. Càng ngày nó càng nhiều, nó quậy banh nóc nhà luôn đó mọi người. Nó không để yên đâu, không mệt mỏi nữa. Mà Ni cũng thắc mắc một câu là khi mà mọi người kiện như vậy á, là mọi người phải trả phí luật sư. Mà ở đâu mà quá trời, tiền ở đâu mà quá trời, kiện không mệt mỏi luôn. Quậy banh nóc nhà luôn mà phải bung tiền chứ, phải bung tiền mới kiện được chứ. Đâu ai làm không cho mình, đúng không? Chứ Ni chắc là ví dụ như bên Loan nè. Nó có nhiều người họ đến vì yêu thương á, thì cũng nói chứ bên đó là sao mà đủ tầm hay là xứng đáng để mà họ đến vì yêu thương được. Mẹ bây giờ quậy, trời ơi mọi người biết rồi. Ni mắc cười nhất là bây giờ lôi cả gia đình luôn á mọi người. Lôi Hải, lôi chồng Bâm, lôi hết luôn. Đường cùng, cái gì mà đường cùng. Của mình thì là của mình, mà không phải của mình có tranh giành thì cũng như không. Thấy không? Phải chi mà ngay từ đầu ta tử tế với nhau thì bây giờ đâu đến nỗi vậy. Rồi lên cái mặt trơ trẽn lên biết bao nhiêu. Giờ giống như là cộng đồng người Việt trên cả thế giới luôn, cả Việt Nam luôn, nhìn nhận ra hết rồi. Đâu có thể nào để dẫn dắt dư luận được, để dẫn dắt là có cái vụ nào có giấy tờ từ con nữa, làm gì có cái chuyện đó. Nếu mà từ con thì chú đâu có thể nào mà chú để cái tờ giấy mà chú viết lại cuối đời mà chú nhét dưới giường để cho con Loan nó đọc đâu, đúng không? Đâu đó có chuyện đó. Cái chuyện từ con mà phải nhắn Loan nó chạy lên. Từ con sao mà nói trời ơi bây giờ sao nó không lên, nó thẳng mấy đứa cháu lên nhớ muốn chết. Ổng dùng cái từ là nhớ thấy mẹ luôn đó. Thôi nhưng mà thật đó, đâu có nghĩ tới Loan. Từ con mà đâu nghĩ tới Loan là con Loan nó không ăn xả, dặn người này người kia, đâu có nhớ con Loan. Đó. Rồi cứ sát bên tai ổng nói xấu cho giữ vô, chia cách cho giữ vô. Nhưng là con gái ổng là con gái ổng. Ông vẫn nhớ, ông vẫn gọi tên hàng ngày. Sao mày không ẩm mấy đứa nhỏ về chơi. Nhớ thằng Bâm nhất luôn, thằng Buôn. Tại căn bản Loan nó đâu có phá đâu mọi người. Nó không có cờ bạc, nó không có phá. Làm sao chú Năm ghét nó được. Mà ví dụ đi, nó có phá nữa vẫn là con của ổng. Ổng thương yêu thì qua cách cư xử là nhìn là biết ai là ổng thương yêu, ai ổng ghét bỏ liền à. Chị xin cái nón của em đi nha. Ok chị ở đâu em ship tới cho chị liền luôn. Mọi người hóng vụ sao kê, mọi người yên tâm nha. Cái vụ sao kê sẽ làm rõ. Cần thời gian, có nghĩa là Ni cũng đang Ni còn nôn hơn mọi người nữa. Ni cố gắng hết sức luôn á. Ni là người giúp Loan cố gắng hết sức cái vụ sao kê đó. Mọi người hiểu rồi, có bao cái việc ở trước đây mà Ni livestream mọi người biết rồi. Sao kê là Ni cực kỳ nôn nóng hơn mọi người nữa. Chứ không phải Ni không nôn đâu. Cái gì cũng phải đợi. Thôi giờ chỉ biết sao giờ mọi người. Phần thì vô công kích Ni, nói là Ni không về gia đình. Chào chị Lâm Khánh Chi. Đó, nói là Ni không về gia đình, Ni lo. Ni đâu phải là một tay che trời đâu mà Ni lo. Cái chuyện nào đúng thôi chứ. Công kích Ni nhưng mà bây giờ lỡ rồi thôi. Cũng phải đi chiến tới cùng chứ giờ sao mọi người. Nhưng mà quậy lắm, quậy kinh khủng luôn. Mà nói chung là nó chuẩn bị hết rồi. Cái con kia rất là ghê nha mọi người. Cái con Cám rất là ghê nha. Nó đã chuẩn bị hết rồi, chuẩn bị ngay từ đầu rồi đó. Nó lót hết luôn đó, nó lót hết tất cả mọi thứ luôn đó. Nó rải đinh cho đi đó, dùng cái từ vậy là mọi người hiểu rồi. Quên nói dùng từ lót, vì là rải mới đúng. Nó rải đinh cho đi á. Rải thì nhổ thôi, chứ giờ sao bây giờ. Chào chị Ni và chị Mel, Hoa hậu Châu Á Thái Bình Dương. Đây,
Đây, thông báo với mọi người nè, Miu là hoa hậu châu Á Thái Bình Dương nha mọi người. Đó. Cái like cho thầy. Nhưng mà Miu chưa bao giờ Miu tiết lộ là Miu là hoa hậu này hoa hậu kia. Em là đẹp rồi đó đưa vô. Tại vì Mèo mập quá đâu dám tiết lộ. Tiết lộ là hai cái đó. Có đâu mà sao thấy đâu nha. Giờ quậy lắm, quậy kinh khủng luôn. Quậy banh đóng nhà luôn đó. Kiện chỗ này kiện chỗ kia. Nói là Loan không có. Phải là con được chú Năm ẩm về. Giấy tờ là không phải chú Năm làm. Quậy banh đóng nhà luôn đó mọi người. Không có chịu khuất phục. Mặc dù là giấy tờ cơ quan chức năng, mặc dù là giấy tờ thì cơ quan chức năng xác định Loan là con hợp pháp của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là chú Năm á, mà không chịu khuất phục. Dùng cái từ là vậy như tôi là gia đình ruột thịt nè, cầu cứu vậy đó mọi người. Cái người cầu cứu phải là Loan chứ. Nếu mà bây giờ Loan không có cộng đồng mạng, có mọi người, có cô dì chú bác ủng hộ thì người cầu cứu là Loan chứ làm sao mà bên đó được. Mà sao trơ trẽn, trời ơi, Ni không biết đường nào mày đi đỡ luôn á, không biết nó sao mày dùng cái từ để nói luôn. Tự nhiên bây giờ lôi cả gia đình, lôi Hải, lôi Phương, lôi cả con của Loan luôn đó mọi người. Thì mọi người có nghĩ có hồi giải được không? Sao mà hồi giải được, đúng không? Dùng cái từ là hành, quậy, phá banh nóc nhà luôn đó. Mọi người nghĩ chú Năm là hồi xưa là chú Năm là ổng ấm ức lắm. Đến khi cuối đời ổng gần ra đây ổng còn ấm ức. Thì bây giờ Loan nó hiền, nó không biết cách để phản kháng, nó không biết cách để mà bảo vệ chính nó. Thì nhờ mọi người bảo vệ, nhờ Ni, nhờ mẹ Tư, nhờ chị Ba, nhờ anh Hai, Vũ Luân, nhờ anh Vũ, nhờ tất cả mọi người cùng bảo vệ chứ giờ sao. Chứ nếu mà thật sự mà bên đó đúng á, mọi người có thấy không, bên đó đúng thì tất cả cô chú anh chị em nghệ sĩ, những người gọi là đàng hoàng á nha, những người tử tế, họ không bao giờ mà họ im lặng, mà thậm chí càng ngày càng hiện rõ là họ ủng hộ Loan á. Họ biết đâu là đúng đâu là sai, bên nào bên chánh bên nào bên tà, cái chuyện quá khứ họ đều biết rất rõ rồi. Tại họ không lên tiếng, tại vì bây giờ mà chỉ có một người lên tiếng thôi sẽ bị công kích. Mà ai thì chẳng muốn bình yên đúng không? Còn phải đi diễn, còn phải nhận show, còn phải giữ hình ảnh nữa. Chẳng lẽ bây giờ đi lên chửi lộn, nghe bên đó chửi khách cái mình lên mình chửi lộn, đâu có được. Hát mai không phải của mình đi hả? Đi không có thuộc đó. Tự nhiên như nhức đầu á mọi người. Nhức đầu là thấy trơ trẽn, không biết đúng sai á. Ai là người khiêng cái thùng xuống đi? Đó. Vai vế nào để mà khiêng cái thùng phóng điếu?